Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mỏ hàng xịn từ cái tay hàng Quick 907B. Đây là cái mỏ hàng mà mình là xài được mười mấy năm rồi. Nó rất tốt nha, rất bền. Thì hiện nay trên thị trường á, nó sẽ có 3 loại mỏ hàng. Thứ nhất, có cái mỏ hàng nhiệt. Mỏ hàng này khá đơn giản ha. Bên trong là cái dây điện trở, nó quấn, rồi nó có một cái miếng amiăng để cấp điện. Nó đốt nóng là nung nóng cái đầu mỏ hàng như thế này. Thì cái giá thành của nó khá rẻ, khoảng vài chục nghìn thôi. Thứ hai là cái mỏ hàng tích hợp bằng điện tử. Có nghĩa là trong những cái tay hàng như thế này á, như loại này, nó update lên là nó có mạch điện tử bên trong, sẽ có switch, có chuyển mạch điều chỉnh nhiệt độ, có nghĩa là điều chỉnh được điện áp. Điện áp nó sẽ nung nóng cái điện trở bên trong thì nó tăng giảm nhiệt độ được. Thì cái loại này mẫu hàng thứ hai. Thứ thị trường là cái mẫu hàng Nhật, Trung Quốc đều có ha. Cái giá của nó tầm khoảng hơn 100 nghìn. Thứ ba, người ta hay sử dụng hiện nay là cái chạm hàng, là nó gồm có một cái hộp điều chỉnh nhiệt độ và một cái tay hàng. Cái núm điều chỉnh nhiệt độ này á, nó tích hợp bằng điện tử bên trong ha. Còn đây là cái tay hàng của nó. Thì các bạn mua về á, nó sẽ cấu tạo y hệt như thế này. Đây là cái đầu hàng nè. Rồi, cái này là cái dắt 5 chấu ha. Nó sẽ cắm vô cái chạm hàng. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua cái tay hàng Quick 907B. Với cái thông số của nó là 40W và 24V. Cái trên đây nó bay màu rồi, nhưng mà thực tế là nó sẽ ghi cho các bạn cái thông số ha, cái công suất của cái tay hàng này, đồng thời cái điện áp làm việc luôn. Ở đây mình có cái thông số là 40W, 24V. Thì các bạn suy ra dòng điện á, từ cái công thức là B bằng U nhân Y, thì các bạn suy ra được cường độ dòng điện nó sẽ bằng công suất chia cho điện áp, có nghĩa là bằng 40 chia 24 là bằng 1.66A, là cái cường độ dòng điện á, nó đi qua cái đầu mỏ hàng này. Khi mà cái điện áp của mình đầu vào là 24V á, thì nó ra là 1.66A. Đây là cái cường độ điện thiết kế ha. Nếu theo lý thuyết các bạn có thể suy ra được cái điện trở R số bằng U chia Y, U là điện áp 24V, còn Y của mình hôm nay mình vừa tính được là 1.66A. Thì các bạn tính ra được là cái giá trị điện trở này nó rơi vào khoảng là 14.45 ohm. Bởi vì trong đây nó sẽ có cái con điện trở nhiệt bên trong. Điện trở nung nóng á, khi mà dòng điện chạy qua nó, điện trở sẽ đốt nóng lên, nó nóng lên, nó làm cho đầu mũi hàng nó nóng theo. Thì đây mình sẽ tính ra được cái giá trị điện trở là 14.45 ohm. Thì sở dĩ mình hướng dẫn các bạn làm cái mỏ hàng từ cái tay hàng như thế này á, thì trong những cái trường hợp mà các bạn không có tiền mua cái chạm hàng này, hoặc là cái chạm hàng này bị hư ha, thì mình sẽ tận dụng được cái tay hàng này. Nhiều bạn không cần cái chức năng điều chỉnh nhiệt độ, các bạn chỉ cần hàng nó đảm bảo chất lượng và tốt thôi, xài được lâu bền thôi, thì các bạn chỉ cần mua cái tay hàng thôi. Ra ngoài các bạn nói là bán cho cái tay hàng Quick 907B thì người ta sẽ bán cho bạn ha. Người ta sẽ test thử luôn. Trong trường hợp mà bạn không test thử thì bạn đem về nhà các bạn thử. Khi các bạn mua về, cấu tạo cái tay hàng như thế này nè. Thì ở đây á, mình có cái tua vít ha, mình mở mấy con ốc này ra. Đây là 5 cái chân
nối với 5 đầu dây điện của cái tay hàng. Cái phần này nó sẽ nối vào chạm hàng ha. Ở đây có các bung ra sẽ có 5 đầu dây điện. 5 sợi dây điện bên trong. Cái vị trí vặn ốc mà. Mình chỉ cần lấy tiêu vít mình vặn ra là nó mình lấy ra được ha. Rồi các bạn không sử dụng cái đầu này. Mình chỉ sử dụng điện trở nung nóng bên trong á. Rồi thứ nhất á, các bạn có thể lấy cái đồng hồ VOM các bạn đo tổng trở từng chân một. Thì trong 5 giây này á, sẽ có 2 giây các bạn đo được á, là nó xuất hiện một tổng trở. Và tổng trở hôm nãy của mình tính theo lý thuyết á, so với công suất thiết kế của cái tay hàng này á, là điện trở R sẽ bằng 14,45 ohm. Ở đây có 5 giây nối với cái socket 5 đầu, và cái đầu này nối vào cái chạm hàng. Cái cấu tạo bên trong của nó, mình giả sử đi 1, 2, 3, 4, 5 đi, 5 giây các bạn không cần biết cái dây nó là một gì nha. Các bạn chỉ quan tâm cho mình cái con điện trở nhiệt bên trong nè, cái con điện trở nung nóng nè. Thì nó sẽ có 2 đầu dây nối với con điện trở nung nóng ra đây. Ở đây mình chỉ cần đo và lấy 2 cái đầu dây điện trở này thôi. Đây con điện trở. Còn mấy cái dây này á, nhiều khi á, cái dây này dây NC là không kết nối nha, hoặc là cái dây nối mát không chừng. Nhưng mà mình quan tâm chỉ là 2 cái đầu dây điện trở thôi, các bạn tận dụng. Sau đây mình sẽ tiến hành mình đo được cái tổng trở của cái tay hàng này nó ra bao nhiêu ohm. Có giống với cái phần tính toán lúc nãy của mình là 14,45 ohm hay không. 5 giây bất kỳ nha. Thì các bạn chuyển vào thang đo diode. Các bạn dò từng giây một. Để nguyên luôn nha. Mình mua về mình để nguyên, mình không có bung cái gì ra. Mình chỉ thách mấy cái đầu dây này ra thôi. Rồi các bạn dò. Đây, mình dò cái gì bất kỳ. Mấy cái dây mà không lên nó mình bỏ luôn nha. Thì trong đó sẽ có 2 dây nối với 2 đầu điện trở. Mình quan tâm 2 dây đó thôi. Là các bạn cứ dò từ từ ha. Các bạn cứ lấy, giả sử đi, mình lấy đầu tiên là cái dây đen đi, rồi mình lấy cái que còn lại mình chấm vô từng chân. Coi có phải nó lên tổng trở hay không. Không có thì mình tiếp tục mình thử dây trắng. Rồi các bạn chấm 4 dây còn lại. Coi nó có lên không ha. Hôm nay dây đen dây trắng rồi mình tính tới dây vàng. Không lên. Rồi dây vàng dây đỏ. Các bạn thấy không? Dây vàng dây đỏ của mình đó là được 14 ohm. Giá trị của nó mình đo được là 14 ohm. Đây là chính là 2 sợi dây của con điện trở nung nóng. Mình sẽ tách ra, mình lấy 2 sợi dây. Các bạn không cần biết nó màu gì nha, mình chỉ cần lấy 2 sợi dây của đầu điện trở nung nóng. Ở đây mình đo được là 14 ohm. Thì nó cũng phù hợp với cái điện trở mà lúc đầu thiết kế mình tính toán á, là 14,45 ohm. Đây là điện trở mình tính toán, còn cái đây là điện trở thực tế mình đo được 14 ohm. Nói chung nó cũng có sai số một chút xíu nhưng không đáng kể. Vậy là mình lấy được 2 cái đầu dây này. Rồi. Sau đây mình sẽ tiến hành mình làm cái mẫu hàng ha.
Thứ nhất các bạn chuẩn bị cho mình một cái biến áp cách ly với cái ngõ ra tùy chọn ha. Nó trong vòng là cái điện áp của mình á 24V trở xuống nha, đừng có điện áp cao quá ha. Thì ở đây mình chọn cái biến áp cách ly output ngõ ra của nó là 16V AC và 0.7A. Đây là một cái biến áp cách ly bình thường ha. Sẽ có hai đầu dây sơ cấp và thứ cấp. Đây là cái phần sơ cấp ha, nối với điện áp 220V AC. Thì mình làm một cái sợi dây nối với phích cắm này vô để cắm vô nguồn AC 220V. Phần tiếp theo đây là phần thứ cấp ha. À, điện áp đầu vào 220V 50Hz. Phần thứ cấp của nó là 16V và cái dòng điện của nó là khoảng 0.7A, có nghĩa là 700mA. Trước khi làm á, các bạn phải đo được cái tổng trở bên đây hoặc là các bạn đo điện áp ngõ ra. Coi cái biến áp này có bị đứt hay không ha. Ở đây mình đo điện áp ngõ ra trước. Coi có ra có đúng chỉ số khoảng 16V không. Mới cái đồng hồ này á, mình chuyển vào thang đo AC ha. AC chiều. Ở đây mình chỉnh mức 200V. Để an toàn thì mình lấy một cái đầu nối nhanh ha. Rồi mình cấp điện vô. Hai cái đầu que đo á, mình kẹp vô để mình đo cái nguồn AC output ngõ ra nó ra bao nhiêu volt ha. Rồi mình sẽ cắm điện nha. Và lưu ý nha, với cái phần sơ cấp của mình á, mình đã nối dây rồi, mình cắm phích cắm vô rồi. Các bạn kiểm tra cái phần thứ cấp nè. Phần thứ cấp của mình đó mình đo được là 19.4V. Như vậy là ok ha, phần AC của mình đó 19.4. Thì trước khi làm á các bạn phải đo trước nha, kiểm tra coi cái cuộn dây thứ cấp này có bị đứt hoặc là sơ cấp có vào điện hay không ha. Với cái điện áp làm việc 24V á, thì mình đo được là gần 20V. Thì cái này ok ha, theo cái thỏa cái điều kiện này. Nhưng mà cái dòng điện của nó mình nó hơi yếu một tí ha, nhưng mà không sao á. Cái phần linh kiện thứ hai các bạn cần có là một cái tay hàng Quick 907B. Thì lúc nãy mình đã nói rồi, các bạn mua một cái tay hàng này về nè. Tháo cái đầu nối với cái chạm hàng này ra, các bạn sẽ được 5 sợi dây. Sau đó mình sẽ tách ra hai sợi dây mà có cái phần điện trở nung nóng nè, tách ra. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái miếng thiết, cái miếng bằng nhôm á hoặc bằng gỗ bằng nhựa để các bạn tùy các bạn cách điện. Nhưng mà ở đây mình lấy miếng thiết ha, và các bạn khoan lỗ bắt ốc để gắn chặt cái bát biến áp cách ly. Rồi còn cái phần cuối cùng của mình là mình chỉ việc là đấu dây vô, các bạn đấu cái phần thứ cấp vô hai cái đầu điện trở nung nóng này. Hôm nãy mình đã tách được hai dây, đó là dây đỏ và dây vàng ha. Rồi các bạn đấu vô. Các bạn nối cho nó chặt lại.
và sau đó mình dùng băng keo cách điện á, mình cuốn lại là xong. Thế là các bạn được một cái tay hàng khá xịn. Nó còn tốt hơn cái mỏ hàng nhiệt này. Tại vì cái mỏ hàng nhiệt này á, nó hay bị đứt dây điện trở bên trong. Nhiều khi á, đứt dây các bạn không có ruột thay á, các bạn ra ngoài mua cái khác thôi. Tuy nhiên đối với cái tay hàng này á, khá xịn ha. Xài được lâu, mình xài được khoảng mười mấy năm rồi, mà nó không xi nhê luôn. Trong quá trình mà mình hàn linh kiện, sửa điện thoại á, hoặc là làm chân IC á, chích từng chân của cái vỉ làm chân á, chích vô cái rồi tiếp theo mình lấy băng keo cách điện, mình quấn lên. Đây, hai cái phần một vừa nối dây á. Quấn chặt ha. Rồi để cho nhanh đó, mình làm nhanh thôi. Ở nhà các bạn quấn kỹ vào. Rồi mấy cái đầu dây như thế này á, các bạn quấn chặt luôn nha. Rồi mình làm nhanh đến đây thôi. Như vậy là đã xong cái tay hàng như thế này. Còn lại là các bạn ra ngoài cửa hàng, các bạn mua một cái mũi hàng cho mấy hàng quick ha, hoặc là chạm hàng, thì đây nó sẽ bán một cái mấy cái mũi này. Thì giá cả của nó có nhiều chỗ, có khi mười mấy nghìn đó một cái mũi như thế này. Mình mua và mình gắn vô thôi, nó có bán rồi. Ở ngoài mà chỗ bán linh kiện thiết bị sửa chữa, hoặc là cái chỗ mà bán mấy cái tay hàng này, nó có bán luôn. Thì trong quá trình mua thì các bạn mua sẵn luôn ha. Đây, mình tháo cái đầu này ra. Rồi mình mua cái mũi hàng á, mình gắn vào đây. Đây là cái thanh nhiệt của nó nè. Nó sẽ tiếp xúc với cái mũi hàng này, nó nhờ cái này nóng lên á, thì cái mũi hàng này nó nóng theo ha. Mình bỏ đây thôi. Rồi mình lắp lại cái đầu và mình siết lại cho nó chặt. Thế là xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cái quá trình còn lại. Các bạn có thể mua thêm đế mà để mó hàng á, thì nhiều bạn mà thích sửa điện tử á thì các bạn mua cái đế này, hoặc các bạn khéo tay các bạn có thể tự chế được ha. Lấy cái miếng kẽm á, rồi các bạn quấn, hoặc là cái dây đồng á, cái đường kính lớn á, các bạn quấn lên lại. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình test thử. Đây, mình cắm điện vô. Rồi, các bạn chờ cho một lúc cho nó nóng lên. Là mình tiến hành mình hàn được rồi. Mình chờ cho cái mỏ hàng của mình nó nóng lên một xíu á, rồi sau đó mình chấm nhựa thông. À, nó bốc khói lên ha. Chấm nhựa thông cho nó làm sạch mỏ hàng. Và sau đó các bạn có thể dùng một cái bo sát điện thoại hoặc dây chì các bạn xi cho cái một chân chì á, nó sẽ chảy ra. Đây cái mỏ hàng của mình đó, dính nguyên cục chì ha. Cái mỏ hàng này xài khá bền. Các bạn mua
vì thị trường á nó có nhiều loại thì mình đâu có uống hàng xịn á, mình xài được lâu. Cái hàng trong mấy cái bo điện thoại di động á, mấy linh kiện nhỏ nhỏ như thế này ha, quản lý tụ ra hoặc là hàng mấy cái tụ này làm chân IC rất tốt ha. So với cái máy hàng nhiệt á thì cái đầu này nó rất lớn khó làm, thì mình sử dụng cái mũi hàng nhỏ. Nó nóng chảy sáng bóng ra luôn ha. Rồi các bạn có thể chấm nhựa thông, nó làm sạch máu hàng, nó bám chì. Đây như vậy á, là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách làm một món hàng xịn sò từ cái tay hàng Quýt 907B. Các bạn có thể áp dụng thay vì á các bạn mua cái chạm hàng mắc tiền, nhiều bạn không cần cái hộp điều khiển chỉnh này, các bạn chỉ cần làm cho nó cái món hàng nó nóng lên thôi để đáp ứng được cái yêu cầu của mình, thì mình không cần mua chạm hàng. Với chi phí mắc thì mình chỉ cần mua tay hàng thôi, thì mình độ chế theo cách của mình đó. Mua một cái miếng áp cách ly ha, cái ngõ ra điện áp của nó khoảng 24 mình trở xuống ha. Dòng ở đây mình tính là 1.6A. Còn cái miếng áp này á đã xài được rồi, với cái dòng là 700mA. Và các bạn mua thêm một cái mũi hàng nữa. Nhược điểm đây là các bạn chấp nhận loại bỏ cái chức năng điều chỉnh nhiệt độ, mà không cần điều chỉnh nhiệt độ, thì cái tay hàng này nó đã đáp ứng được cái yêu cầu của mình rồi, với chi phí thấp hơn nhất. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn đã lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Chào các bạn.